Rồi, xin chào tất cả anh em nha. Chào mừng anh em đã quay trở lại kênh YouTube Tony Tool chuyên mua bán đồ nghề bãi Nhật, Mỹ, Đức, vân vân. Hôm nay ngày thứ tư 15 tháng 5, em lên clip số 170 ha. Gồm có là 30 mã hàng. Trong đó có những món như sau: kìm bấm, set cờ lê, cần tự động, cần một set nối 3/8 ha. Mỏ lết, cưa, bình dầu, kéo cắt tôn, cạo hai chân, vân vân ha. Anh em liên hệ mua hàng xin vui lòng liên hệ cho em qua số điện thoại 0937009112 hoặc liên hệ cho em qua Facebook Tony Nguyễn ha. Số điện thoại cũng có Zalo nha anh em. Anh em cần trao đổi món hàng nào liên hệ qua số Zalo 0937009112 giúp em ha. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Rồi, tình hình bãi đang rất là khan hiếm hàng, cho nên là bây giờ em có còn bao nhiêu hàng ha thì em tiếp tục up lên cho anh em ân ý món hàng nào thì vui lòng liên hệ qua số điện thoại em vừa gửi cho anh em ha. Rồi, sau đây em lên mã số 1 cho anh em hai cây súng xịt hơi nha. Thì một cây của Nippy và một cây của Kurita. Cái này của Nippy nha anh em, máy in Japan ha, mã là HAG77 nè. Đây Nippy nè. Đó. Kiểu dáng này nó anh em cầm như thế này ha. Đó, dùng một ngón ngón cái ha. Đó. Đầu nó có lớp cao su. Zin toàn bộ hết nha anh em. Rồi cây Kurita này là mới chưa xài nha. Cái này còn rất đẹp ha, Kurita nè, Chopin nè ha. Đó. Rồi, em xin phép test hai cây cho anh em xem nha. Đầu tiên em test trước cây Kurita. Đây Kurita anh em sử dụng một ngón ha, ngón trỏ. Anh em bóp nè. Nó cầm gọn lòng bàn tay của mình ha. Rồi cây thứ hai là cây Nippy. Súng xịt ok nha anh em, không có dấu hiệu xì lỗi đâu hết nha. Đó, hàng qua sử dụng ha. Mã số 1 nha, giá 250 và 300 nha anh em. Cây Nippy 250, cây Kurita 300 nha. Mã số 1 ha. Đó, anh em chọn cây nào anh em vui lòng báo rõ giúp em nha. Hoặc anh em có thể chụp màn hình lại ở trên cái kênh YouTube của mình ha. Rồi, mã số 2. Em lên hai cây kìm bấm cho anh em. Hai cây này giá 500. Hai cây này ship Mỹ về nha anh em. Hai cây này cùng thương hiệu là Husky. À, Husky mà China xuất Mỹ nha anh em. Hàng China xuất Mỹ ha. Đó. Đầu tiên là cây mỏ nhọn đi. Cái này mỏ nhọn, nó có phần tay bọc cao su trên dưới ha. Đó. Về tình trạng thì còn khá ok nha anh em. Hàng ship Mỹ em mua lô ha. Thì nó lẫn lộn có này có kia ha. Đây có chữ China phía trong nè ha. Đó. Rõ ràng nha anh em, không có giấu giếm anh em cái gì ha. Ngàm phía trong thì vẫn còn ok. Đó, anh em sử dụng vẫn tốt ha. Răng cỏ còn nguyên nha. Đây, ngầm trên nè. Thì anh em cũng biết rồi, hàng mà xuất qua thị trường Mỹ ha, thì ở bên Mỹ họ đòi hỏi cái chất lượng sản phẩm, mặc dù sản xuất tại Trung Quốc, nhưng cái sản phẩm này khi rơi vào thị trường Mỹ thì cái chất lượng nó phải khác so với lại các sản phẩm khác mà nếu mà xuất qua ví dụ như Việt Nam hoặc Campuchia hoặc thay khu vực châu Á mình ha. Cái này dài 16,5 cm nha. Đó, răng cỏ này kia anh em sử dụng vẫn tốt ha. Thương hiệu Husky nha. Cây thứ hai là cây mỏ cong có lưỡi cắt. Husky luôn ha. Ở tình trạng hai cây nói chung cũng còn tạm ổn nha anh em.
khá ổn, anh em sử dụng tốt. Đây răng cỏ phía trong đó, anh em có thể mua về cho thầy thợ hoặc là sửa sắm sửa cho tiệm của mình ha. Anh em sử dụng ở tiệm, anh em có thể quăng lăn lóc này kia không ạ, không có vấn đề gì hết ha. Nó đỡ tiếc của hơn là mấy cái sản phẩm mà giá trị cao nha. Để chữ China nó nằm góc nha anh em. Quá tình về tình trạng thì nói chung là ok hết nha, không có vấn đề gì hết. Rồi cây mỏ cong này, chiều dài của nó là 18 nha anh em, 18 cm, hai cây giá 500, mã số 2 nha, hai cây giá 500, anh em chuyển khoản còn bao ship nữa ha. Mã số 2 thì lâu nay em cũng không có phổ biến cho anh em về vấn đề ship hàng ha. Thì em sử dụng chỉ có đúng duy nhất một dịch vụ, đó là dịch vụ ship hàng của Giao Hàng Tiết Kiệm ha. Thông thường á là em ở thành phố Hồ Chí Minh, nếu mà ship về ở khu vực thành phố Hồ Chí Minh á, ngày hôm nay ship thì nhanh nhất trong ngày, nếu buổi sáng nha. Còn trường hợp mà gửi hàng cho anh em buổi chiều á thì chắc chắn là qua ngày hôm sau buổi sáng, hoặc là chậm nhất là buổi trưa anh em sẽ nhận được ha. Riêng anh em khu vực miền Tây thì thường là một ngày rưỡi, nếu mà chậm nhất á, là hai ngày thôi nha. Đó, còn khu vực ở miền Bắc á, hoặc là miền Trung thì rơi vào tầm 3 ngày 4 ngày ha. Đôi khi có những món em gửi rất nhanh nha, như khu vực miền Bắc ở thành phố Hà Nội, ngày hôm nay em ship là chỉ đúng 2 ngày nha, tức là 48 tiếng ha. Đó, 48 tiếng là anh em đã nhận được món hàng rồi. Rồi em lên tiếp cho anh em mã số 3, một cây kìm bấm của Mỹ nha. Cái này ngàm thẳng size 7R ha, 7 inch nha anh em. Peterson Liquid ha, USA, Nebraska. Cái này cái chữ Y-Rip nó gạch đích nha anh em. Thì cái này sản xuất sau năm 1980 nha. Nó cũng xem cái thời gian chung với lại cái cây mà nó có chữ Y-Rip mà nó không có gạch đích ha. Đấy. Và cái phần núm chỉnh tăng chỉnh cái ngàm ha, nó có cái logo đôi bàn tay bắt chéo với nhau ha. Bắt chéo với nhau. Ngàm phía trong thì nói chung còn khá ổn nha anh em, không phải bị trù dập dập nát ha. Đó, ăn cỏ này kia trên dưới đều ok hết, anh em sử dụng tốt nha. Cái này dài đúng 18 cm nha, mã số 3, giá 550k nha, mã số 3 ha. Chất lượng á, về sản phẩm của Mỹ ha, như anh em cũng thấy mã 2 500 mà mã số 3 550k mà có một cây rồi ha. Thì tiền nào của đó anh em, anh em chơi tìm Mỹ ha, thì anh em chịu khó tìm hiểu kỹ ha. Em lên tiếp mã số 4 là một cây ngàm cong có lưỡi cắt, size là 7WR ha, Y-Rip nè. Tình trạng cái này thì không được đẹp nha anh em. Đó, không được đẹp ha. Hai dòng cốt. Đó, hai dòng cốt thì sản xuất vào giai đoạn sau năm 1960 cho đến 1977 nha anh em. Răng cỏ này kia trong nói chung xài khá nhiều nha. Xài khá nhiều. Đó, nhưng mà anh em vẫn kẹp tốt ha, lưỡi cắt thì cũng còn ok nha. Đó. Rồi cái này chiều dài 18 cm luôn, 7 inch thì nó rơi vào tầm này nha anh em. Mã số 4, giá 400 nha anh em, 400, mã số 4. Mã số 5 ha, giá cả sẽ tùy thuộc vào cái cây kèm ha, đẹp và xấu ha. Cái này tiếp tục là cây 7WR, ngàm cong có lưỡi cắt. Cái này tổng quan bên ngoài á thì ổn hơn cây vừa rồi nha anh em, ổn hơn cây vừa rồi ha. Em order ở bên Mỹ đang về thêm mấy chục cây kìm nữa, nhưng mà nó còn nằm bên Mỹ chưa về nha anh em. Nếu mà về thì em sẽ lên clip và em giới thiệu cho anh em ha. Đấy,
ngầm trên ngầm dưới nói chung cũng còn ok nha, ý riêng cái phần mỏ phía trước cũng còn còn khá đẹp nha anh em. Bảy inch cái này cũng 18 cm ha, mã số 5 nha, 550k, cái 6 400 ha, cái này khá ổn, 550k. Đô la Mỹ á, ở Việt Nam anh em đang mua chợ đen á với giá là 26 ha, một đô đổi ra 26 ngàn tiền Việt Nam mình. Còn em mua Mỹ ha, giá đô em mua hiện tại bây giờ đang là 26.5 nha anh em, một mức giá rất là cao, chênh lệch rất là nhiều so với lại năm trước ha. Rồi mã số 6 em lên là một cây 10 inch của Craftsman nha. Cái này anh em mua cho thợ xài, anh em quăng ở tiệm ha. Cái này không được đẹp mấy nha anh em, không được đẹp mấy. 10 inch nha, size 10 inch. Đây ngàm của nó nè. Đấy, ngàm trên nè. Đó. Và tình trạng này kia là răng cỏ này nọ em quay đủ hết cho anh em quan sát ha. Đó. Rồi cái này chiều dài nè, 21.5 21.5 cm ha. Mã số 6 nha, giá 400. Mã 6 400 ha. Mã số 7 em lên một cây mỏ con két mới 100% nha anh em, còn trong vỉ luôn ha. Cái loại vỉ này là chưa khui nha anh em, loại này bắt buộc phải lấy dao hoặc là kéo cắt ra ha, cho nên là giống như nguyên siêu ha, mới 100%. Cái này của Vyrip đã bán cho công ty Owin rồi nha, nhưng mà còn sản xuất tại Mỹ nha anh em. Đây, máy hèn USA ha, máy hèn USA, và phần lẫy cũng còn chữ nè, thấy không, máy hèn USA ha, đó, sản xuất tại Mỹ nha. Đây, cái này có mã là 7LW, ngàm mỏ con két ha. Loại này nó sẽ mở được tối đa, là anh em mở được con ốc tối đa là con ốc 19 ly nha. Đấy, thông số nó để rõ ràng ở đây nè. Hệ in là 3/4 ha. Đó, 3/4 là tương đương với lại số 19 ly đó anh em. Cái này sản xuất vào năm 2003 nha. Đây, 2003. Còn nếu mà trường hợp mà ở Win á, nó bán quay rip mà nó sản xuất tại Trung Quốc á, nó sẽ không ghi năm đâu nha anh em, nó không còn ghi năm nữa. Đó, chỉ có sản xuất tại Mỹ á, là nó mới phổ biến rõ ràng là cái thời điểm sản xuất cây kèm đó ha, vào năm nào, 2003. Đấy, đây sẽ không còn logo Petersen Lewis, thay vào đó sẽ là chữ Vyrip The Original ha. Đó, kỷ niệm ha, mới 100%. Rồi cái này chiều dài nè, 18.5 cm nha. Lý do em không khui ra được ha, để nó còn siêu nha anh em. Đó, anh em thông cảm. Mã số 7, giá là 1.050.000 nha, 1.050.000 nha anh em. Rồi em lên mã số 8. Mã số 8 một cây ngàm cong có lưỡi cắt 7WR, mới 100% trong hộp luôn ha. Đó. Đây, máy yên USA ha. Size là 7WR nha anh em. Cái này sản xuất giai đoạn 1982 đến 1977 nha. Ê, xin lỗi, 1997. Đấy, anh em thấy ông năm số này kia nó để rất là rõ ràng ha. Rồi em khui ra cho anh em xem. Thì lúc trước á, em về được một hộp nha anh em. Một hộp của nó quy cách là 5 cây. Thì em bán nói chung thì hết rồi. Cây này là cây cuối cùng còn lại nha. Cây cuối cùng còn lại. WR ha. Đó, ngầm cong có lưỡi cắt. Đây, phần lẫy của nó sẽ có dòng chữ này nha. The Original Sin 1924 ha. Made in USA. Đó. Rất cứng ha. Đây. Răng cỏ thì anh em hoàn toàn yên tâm nha. Chưa có dấu hiệu sử dụng. Các khớp này kia nó còn dầu ha, dầu nó khô quá anh em,
do cái thời gian bảo quản khá lâu ha. Đây dưới ví chân rèn nè, nó có một cái lớp mỡ bò khô ha. Đó, nó bảo vệ rèn chống cứng nha, chống rèn cứng ha. Rồi cây này 18,5, hàng mới 100%, còn duy nhất đúng một cây nha anh em, còn một cây duy nhất thôi nha, mã số 9, số 8, giá 950k nha. Đó, anh em có thể sưu tầm hoặc anh em có thể mua sử dụng đều ok hết nha. Đó, em lên mã số 9, một cây mỏ lết nha, mỏ lết thép đen của top. Cái này size 250ml nha anh em. Đó, mở được 34ml nè. Đó, top thép đen ha. Mã cái này là H250W. Đó, bãi nó cấm năm ngoái cũng mấy tháng rồi, bây giờ tiếp tục cấm tiếp. Hàng bây giờ ứ động ở trong cảng không ra được. Bây giờ anh em lái tụi em cũng không ai có hàng hết. Bây giờ săn hàng ở ngoài bãi là cả một vấn đề. Vì ra ngoài bãi bây giờ là toàn ve chai không, đâu còn hàng mà để mua nữa. Đó, anh em đi bãi mấy tháng trời mà tụi em hầu hết là bị lỗ. Lý do chạy đi chạy về không mua được gì hết. Rồi cái này nè, mở tối đa là 34 đúng nha anh em. Đó, thông số nó để nè, 34ml ha. Còn chiều dài cái mỏ lết này là 25,5cm. Cây mỏ lết thép đen ha, ngàm rơ lắc cực thấp nha anh em. Cây mỏ lết nào cũng phải có sự rơ lắc nha anh em, phải có độ rơ lắc nhất định ha. Thì quan trọng nhất trong quá trình anh em siết á, cái ngàm này nó sẽ không có bị trượt lùi ra phía sau, giúp gây ra cái tình trạng mà nó lỏng lẻo ha. Anh em siết lực lớn á, làm gây cấn con ốc, hư con ốc ha. Mỏ lết xịn thì nó sẽ không có cái tình trạng đó nha. Đó, còn rơ lắc á thì cây nào cũng như cây đó hết, đều có độ rơ lắc nhất định hết. Mã số 9 nha, giá 300k, anh em chuyển khoản còn bao ship nữa nha. Mã số 9 ha. Mã số 10, em lên combo 3 món 1/4, 3 món ha. Thứ nhất là cây 1/4 tự động của SK11 nha, mã là SRH2P. Đó, đầu 1/4. Đó, anh em đảo chiều ok nha, không có bị tuôn răng nha anh em, anh em yên tâm em test rồi ha. Đó, đó, đầu tự động hoạt động tốt nha. Rồi chiều dài nè, 13,5. Rồi cây thứ hai là cây cần gật gù ha. Cây cần gật gù này của Koken nha anh em, một mặt hàng cao cấp của nó sản xuất chung nhà máy với lại KTC nha. Cây này là cây Koken mới chưa xài nha anh em, đầu 1/4 gật gù ha. Đó, anh em nhìn cái chất liệu ha, anh em cũng biết hàng mới chưa xài. Hàng này có nhiều anh em thợ xài rất thích cái dòng của Koken ha, ngon hơn cả KTC nữa nha anh em. Nếu anh em có cái kinh tế để mình trải nghiệm cái sản phẩm đồ của Nhật ha, đó, anh em sẽ thấy được có cái nhiều cái đồ nó rất là ngon nha anh em. KTC thua cái đồ này nữa nha, Koken này có nhiều anh em thợ họ nói như vậy nha. Rồi chiều dài tổng cây 1/4 này 13cm, mới 100% nha anh em, cái này chưa xài nha. Ok nè ha, mã là 2788B. Rồi cây thứ 23 là cây cần trượt nha. Đó, trượt qua trượt lại ha. Cái này anh em gắn một cây nối dài ha, thì lúc đó nó sẽ thành một cây T. Thì anh em có thể gắn bất kỳ cái khẩu nào. Đó, thay đổi khẩu rất là đơn giản ha. Cây này thì của thương hiệu là Sek nha anh em, SEK. Đó, cái này cũng mới chưa xài luôn nha, còn rất đẹp. Đó, anh em có thể trượt qua đây hoặc mình có thể trượt qua đây. Đó, bất cứ vị trí nào anh em thích ha. Rồi chiều dài của tay cầm là 11,5 nha, 11,5. Ba món này đều là hệ 1/4 hết nha anh em,
Mã số 10 nha. 3 món 350k nha. 3 món 350k. Anh em chuyển khoản còn bao ship nữa ha. Mã số 10. Mã số 11 nha anh em. Một cây tê 3/8 nha. Cây tê 3/8 này của KTC. Hay. Mới chưa xài luôn. Kyoto Tool ha. TH20 Japan nè. Đầu 3/8. Đó, anh em sẽ gắn cái đầu khẩu bất kỳ ha. Ví dụ như này đầu khẩu đi. Đó, anh em gắn vào là anh em siết ha. Thì tê tê á, mà cái đầu nó loại mà đầu như thế này á, thì anh em có thể thay đổi nhiều nhiều số khác nhau ha. Đó, rất là đơn giản nha. Tê tê. Rồi cái này chiều dài nè. 25cm nha anh em. Đó. Rồi còn còn phần tay cầm ha. Phần tay cầm nó dài 19,5 gần 20 nha anh em. Còn chút xíu nữa là 20 ha. 3/8 nha. Mã 11. Giá 200 nha anh em. Mã 11 200k. Mã số 12. Một cây cần 1/2 tự động nha. Cái này của top. Mã là RH4 nha. Logo xếp hàng nội địa Nhật nha anh em. Đó, Japan nữa nè. Đó. Cái này thì cái lớp xi nó bị oxy hóa chút xíu nha anh em. Chứ coi cái đầu này là mới chưa xài nha. Vì em tháo hết toàn bộ chi tiết của nó ra vệ sinh bên trong nha. Mới keng Japan nha anh em. Thấy vậy chứ là mới chưa xài nha. Đảo chiều nè. Đó. Bánh răng là bánh, bánh thừa ha. Cái tiếng nó kêu rất là lớn. Rồi chiều dài cây 1/2 này. Đúng 25cm luôn nha anh em. Đầu 1/2 ha. Đó. Mã 12 nha. 250k. Mã số 13. Nguyên một bộ nối của Snap-on nha anh em. Gồm có tất cả là 4 cây. Riêng cái đầu ngắn nhất là của Stuckwilly ha. Stuckwilly này của Đức nha anh em, made in Germany. Thương hiệu Stuckwilly ha. Đó, made in Germany ha. Set này set 3/8 nha anh em. Set nối 3/8. Cái này cái nối dài. Dài nhất của nó là 7,5cm. Cái thứ hai là của Snap-on. Đây. Snap-on ha, FXK6 ha, USA. Đó. Anh em gắn đầu nào cũng ok hết nha. Rồi cái này chiều dài của nó là hơn 15cm. Hơn 15 nha anh em. Cây thứ 3 tiếp tục của Snap-on luôn ha. Đấy, Snap-on FXK11 USA ha. Cái phần nhám nhám này á, anh em sẽ cầm vị trí này nó chống trượt ha. Đó, chống trượt. À, 3/8 ha. Thấy không? Nguyên bộ nối dài ha. Nói vậy chứ mà bộ nối dài này rất cần nha anh em. Trong quá trình mà anh em sử dụng ha. Mà ở trong kẹt xa, cái này dài 28 nha. Ở trong kẹt xa á, mà cây cần và cái đầu khẩu nó không với tới ha, thì mấy cây nối này rất là thuận tiện nha. Cây này khá dài nha anh em. Đây. Snap-on FX18. Đó, USA ha. Đó. Hàng của Snap-on á, dù là tuổi đời nó cao ha, nhưng mà anh em vẫn sử dụng rất là tốt nha anh em.
vì cái chất liệu sản phẩm của họ làm ra rất là tốt nha, bền bỉ theo năm tháng ha. Và đặc biệt là họ nó có chế độ ưu đãi á, là chế độ bảo hành trọn đời nha anh em, một đổi một. Cái này chiều dài 45,5, đó gần 5 tấc luôn nha anh em. Cái này dài gần 5 tấc luôn ha. Mã số 13 nha, 4 cây giá 800 nha anh em. 4 cây nói này chỉ có cây ngắn nhất là của Đức ha, còn lại là đều của Mỹ hết nha. Thương hiệu Snap-on, mã 13 800k nha. Rồi em lên mã số 14 nha, gần 5 cây cà lê điếu ha. Đầu tiên là cây số 12 nha anh em, thương hiệu là Sét ha, 12 ly, một đầu vòng miệng và một đầu điếu nha. Cái đầu điếu này anh em sẽ, nó có chức năng gật gù góc 90 độ ha, anh em mở mấy con bu lông ở phía dưới lên ha, hoặc ở trên. Nó có lực siết rất ngon nha anh em, thiết kế nó dạng chữ L ha. Đó, góc 90 độ như này, rất có lực nha. Đó, đầu điếu là còn cực kỳ đẹp nha anh em. Số 12 ha. Tiếp theo là cây số 14. Cái 14 này của Top. Bộ này nó hơi lai xíu nha anh em, nhưng mà miễn sao á là nó cùng kích cái kiểu dáng ha, anh em dễ sử dụng. Đó, số 14 của Top. Rồi cây thứ ba là số 17 ly của Sét luôn ha, mới chưa xài, anh em thợ thầy mà có mấy cái bộ điếu này anh em xài rất tiện nha anh em, nó xài rất là ngon ha. Cây thứ tư của KTC số 19 ly nha anh em, 19 ly thông dụng ha. Cây này răng cỏ còn y nguyên nha, có một cái lớp xi nó hơi xấu xíu ha. Đó, đầu điếu số 19 nè. Đó, đầu là không có biến dạng gì hết nha anh em. Thường là tụi em đỡ đồ là lựa ngoài bãi rồi ha, về là chỉ vệ sinh thôi, chứ đồ mà bị tật lỗi là hầu hết mấy anh em quăng lại ngoài bãi nha anh em. Rất hiếm khi mà tụi em mua mấy cái đồ bị tật lỗi ha, trừ khi có những đồ nó hư bên trong á, không biết, mua về đến nhà là mới phát hiện ra, nó lúc đó là xong rồi đó. Chứ chủ bãi nào mà cho mình đem ra mình đổi lại đâu, đâu có ai mà cho đổi. Đó, số 21 ha anh em, tổng tất cả là 5 cây nha, gồm có số 12 nè, 14 nè, 17 nè, 19 nè và số 21. Mã số 14 nha anh em, 5 cây 650k, mã 14 650k nha. Đó, rồi em lên mã số 15, một cây kìm cắt của Mỹ ha. Cây này của Clinton nha anh em. Đây cái logo cây cục điện này ha, Clinton phía trên. D228-8 ha. Clinton Mỹ nha anh em. Đó, chữ USA nó nằm góc phải ha. Đó, lưỡi cắt còn nguyên nha. Nãy em trước khi lên clip em có cắt một sợi dây điện rồi nè. Đó, test thử xem nó bén hay không ha. Rồi cái này chiều dài 20,5 cm, 20,5 cm. Đó, bây giờ em cắt thử cho anh em xem ha. Kỳ bén luôn nha anh em. Đây, cắt một đống luôn ha. Đó, lưỡi cắt là ngọt luôn ha. Dài 21,5 nha anh em. Đó, một cây kìm cắt của Mỹ ha. Mã 15 nha, giá 300. Anh em chuyển khoản còn bao ship nữa ha. Rồi mã 16, một cây kìm cắt cáp.
cấp đồng và cấp nhôm. Cái này của Fujiya của Nhật nha anh em, Fujiya. Mã dưới này nó ghi là 600 ha. Còn bên đây nó có một cái hàng mã nữa nè. Chữ nó hơi mờ mờ. 95 CD gì đó. Đó. Đây cái lưỡi cắt anh em nhìn kỹ ha. Lưỡi còn nguyên luôn nha anh em. Đó. Lưỡi còn lại bên đây nè. Đó. Không mẻ gì hết nha anh em. Đó. Lưỡi còn cực kỳ sắc nét luôn ha. Đó. Đó. Quay cận cảnh cho anh em dễ quan sát cây kèm ha. Đó. Rồi cái kèm này dài 21 nha anh em, 21 cm, cái kèm của Nhật, mã 16, giá 300 luôn ha. Đó, đơn trên 300 anh em chuyển khoản bao ship nha. Mã tiếp theo, một cây kìm nguội của Mỹ nha anh em. Cái này cái kìm nguội thương hiệu là Spanmer Well Clock gì đó. Đó. Này giống hàng xưa ha, hàng cổ nha anh em. Đây cái lưỡi cắt nó hơi dầm dầm chút xíu phía phần góc dưới nha anh em. Đó. Anh em thấy ha. Kìm nguội thì nó không có cán nha anh em. Đây răng cỏ phía trong nè. Sọc caro ha. Cũng còn khá đẹp nha anh em. Đó. Kìm Mỹ nó thiết kế nó dày ha, thép nó dày và nó nặng tay lắm nha anh em. Nó cầm nặng hơn so với lại kìm Nhật ha. Rồi, đây em tiếp tục cắt lưỡi cắt test cho anh em xem cái lưỡi cắt của cây kìm ha. Thì phần trên nó không có bị mẻ ha. Thì anh em cắt ở phía phần trên đó vẫn cắt tốt nha anh em. Cắt tốt ha. Đó. Đó, anh em thấy không? Cắt vô tư luôn á. Này, đi một đống nữa ha. Anh em muốn cầm êm tay á, mình mua một cái ống nước PVC nhựa ha, anh em trồng vào. Lấy cái hột quẹt hoặc anh em có cái súng khò nhiệt ha. Mình khò một phát một thôi. Nó sẽ ôm vào cái phần cán, anh em cầm nó êm tay ha. Dài là 21 cm nha anh em. Cái này 21 cm. Đó, USA nè. Đó. Mã số 17, giá 200 nha anh em. Mã 17 200k. Mã số 18, một cây kèm mỏ nhọn của Nhật, mới 100% chưa xài nha anh em. Đó. Cây này của Hosan nha. HKC ha. Hosan B15. Này cái kèo ha. Đó, anh em nhìn cái thép nè. Mới chưa xài. Đó. Răng cỏ nè. Răng cỏ nè. Cái màu xanh, màu đặc trưng của hãng Hosan ha. Chiều dài cây này 16 cm nha anh em. 16 cm. Mã 18 nha. Cái kèm này chưa xài nha. Giá 150k nha. Tiếp theo mã 19, một cây kìm nước nha anh em. Cây này của lớp tơn tôm nha. Đó, logo lớp tơn tôm ha. Mã là KT250 nha. Cái kìm mẫu quả này là cái kìm chuyên nước nha anh em. Cái kìm chuyên nước ha. Ở dưới phần đuôi của nó bên đây, vị trí này là dùng để mở hai loại ốc của phía dưới lavabo nha anh em. Đó, nó có hai tầng ha. Thì anh em sử dụng siết vào hai con ốc có số như là số 23 và số 25 nha. 23, 25. Đó. Con ốc phía dưới lavabo ha. Còn cái phần cán tay cầm bên đây, nó sẽ thiết kế một cái mũi dẹp dùng để mở siết những cái con ốc trên cổ dê nha. Thường ốc cổ dê là ốc dẹp đó nha anh em, ít khi nào mà ốc mà bốn cạnh ha. Rồi cái này răng cỏ ở trong cũng còn ok nha anh em. Đó, cái rãnh phía giữa này nè, phần mỏ phía trước này nè, là dùng để dành mở những cái con ốc rỉ sét ha. Thường là nước đó, nó sẽ tiếp cận nước, anh em xài một thời gian nó sẽ
rất là bị rỉ sét ha, mấy con ốc rỉ sét. Thì cái này anh em sẽ dùng để mở mấy con ốc rỉ sét ra. Đó. Rồi cái kìm này có chức năng trợ lực nha anh em. Đó anh em thấy không, bóp vào nó sẽ tự bung ra ha, giúp thao tác cho anh em đỡ mỏi tay. Con ốc, cây kìm này mở con ốc tối đa là con ốc 45 ly nha. 45 ly. Răng cỏ phía trên còn ok nha anh em. Trên dưới đều ok hết nha. Chẳng qua nó bị bãi nó dính nước thôi ha. Đó, còn về hình thức tổng quan, về cái chức năng là còn nguyên vẹn hết. Cái kìm này dài 24 cm nha anh em. 24. Mã 19. Giá 200 nha. Mã 19 200k. Mã số 20. Một cây kìm rút đi về nha. Cái kìm rút đi về này nó cũng đẹp, mới keng rồi nha anh em, như mới luôn ha. Gồm có 4 size đi về ha. 2.4, 3.2, 4.0 và 4.8 mm. Đấy. Máy in Japan nha. Máy in Japan ha. Thương hiệu là hai chữ H nè, H&H ha. Ở phía dưới có chữ Hand Reverter ha. Gồm có 4 sổ lỗ nè, thông số em đã đọc rồi ha. À. Anh em sẽ thay đổi cái đầu DV này bằng cách là lấy cái cờ lê số 10 ha. Đó, mình mở ra và mình thay đổi đầu ha. Đó, cán còn nguyên vẹn nha anh em. Trong ngoài đều ok hết nha, lò xo đầy đủ ha. Đó, anh em thấy không, lò xo đầy đủ nha, hoạt động tốt nha anh em. Rồi móc gài lại ha. Rồi cái DV này dài 25,5. Cái phần đầu này á, thường là cái đầu DV mà mấy cây DV của lớp tơn tôm á, cái đầu này nó cạn lắm, nó nằm góc ngay đây ha anh em. Còn cái này là nó lú dài ra ha. Thì này anh em mà rút mấy cái DV ở trong mấy cái hộp vuông ha. Đó. Đó nó rộng cầm tầm 90 mm nha anh em. Mấy cái hộp vuông á, anh em đưa vào anh em rút là rất hợp lý nha. Mã 20 nha. Giá 300, anh em chuyển khoản còn bao ship nữa ha. Rồi, em lên mã số 21 là hai cây kìm phe, một cây của Fuyiya và một cây của KTC. Hai cây cái nào cũng đẹp nha anh em. Fuyiya FCB 170. Cây này cây mũi cong chữ L ha. Mũi phe là còn nguyên luôn nha anh em. Phe thì trong cuộc sống anh em tiếp cận đồ nghề, anh em sửa đồ ha, phe là không thể nào tránh khỏi nha anh em. Lúc nào cũng gặp ha. Quan trọng nhất là phe trong hoặc là phe ngoài thôi. Đó. Cái này chiều dài là 17,5 nha. 17,5. Mới keng xà beng nha anh em. Đó. Nếu mà anh em sử dụng đồ nghề đúng ha, anh em mở mấy cái phe ra đúng quy cách thì phe nó sẽ còn nguyên, anh em gắn lại tiếp tục ha. Còn anh em sẽ dùng mấy cái mũi anh em chế cháo anh em mở ha, thì trong quá trình mở đôi khi nó xảy ra sơ sót, nó hư phe cái là mình phải đi kiếm cái phe khác mình thay ha. Rồi cái này của KTC, mã là SOCB 130 Chopin ha. Cái này nó có hai chức năng mở phe trong và phe ngoài, gồm có size là 10 cho đến 40 ha. Đó, 10 cho đến 40 mm nha. Thì cái phe này góc bên này và bên đây là gài hai cái đầu của lò xo. Đó, cái này đã bị mất lò xo. Đó, bãi xả ra nằm lăn lóc vậy ha. Đi kiếm lò xo nguyên ngày trời luôn không có. Bỏ cuộc. Cái này đẹp như mới luôn nha anh em. Mũi phe là còn nguyên luôn ha. Đó. Hai mũi hai bên là nhọn hoắt thôi nha anh em. Còn rất đẹp. Anh em về anh em chế cái lò xo ha. Thì em nghĩ cái cây này lò xo của nó là lò xo chữ V nha. Lò xo chữ V ha. Đó, anh em về anh em có cái miếng thép hay là miếng lò xo nào mà dư ha, anh em gắn vào là anh em xài ok luôn nha. Đó.
Cái này chiều dài của nó là 13 nha anh em, đúng với cái mã của nó. Mã 21 ha. Hai cây này giá lẻ nha anh em, 200 một cây. Đó, 200 một cây. Anh em mua cây nào anh em chụp màn hình lại giùm em ha. Mã 21 nha. Rồi em lên mã số 22. Một cây kiềm rút, một cây kiềm tuốt dây điện ha. Cái này của Hozan nha anh em. Hozan HKT ha, IHKC. Nó size màu đỏ nha. Cái này là size B. Size B nó sẽ gồm có 5 size nha anh em. 1.0, 1.6, 2.0, 2.6 và dây 3.2 là lớn nhất nha. Đó. Có mấy cái này anh em xài gia đình rất ngon nha anh em. Mình có thể làm điện nhà này kia ha. Tuốt dây rất ngon. Đó. Thì em cũng không giấu gì anh em. Đôi khi em làm một cái ổ điện ha, lột đi kiếm cây kiềm tuốt dây này rất là mừng nha. Đó, anh em đưa dây điện vào anh em tuốt là cực kỳ ngon luôn nha. Đây. Thấy không? Đưa vô là một phát một ha. Rút ra liền luôn. Không chạm dây điện ha. Lưỡi rất bén nha anh em. Để em tuốt lại lần nữa cho anh em xem nè. Đó, thấy không? Tuốt rất ngon. Anh em làm điện cực kỳ nhanh chóng luôn nha. Rồi cái này chiều dài 17 nha anh em. 17 cm. Hình thức thì như vậy nha anh em. Còn lưỡi dao là còn rất đẹp nha. Lưỡi sáng ha. Đó, thông số đầy đủ. Đó. Mã 22 nha. 230k. Mã số 23 là mã số 23 này em có một cặp kéo tôm nè. Cặp kéo tôm này á, chính xác là em về năm ngoái nha anh em. Chính xác là em về cái giai đoạn tháng 7 tháng 8 năm ngoái. Em về xong cái em cất vô gốc coi không nhớ. Đó. Thì cái lô kìm kéo cắt tôn này á là em về chung với lại mấy cây kéo cắt tôn của Mỹ này kia ha. Thì lô đó là 6 cây. Thì có hai cây này là của Đài Loan. Đây, hai cây của Đài Loan nha anh em. Hàng này em nhập Mỹ về không phải mua tầm bậy ngoài bãi nha. Đó, Taiwan Husky hai bên ha. Thì hai cây này nó có hai cái màu, màu xanh và màu đỏ. Cây á, cây màu cái màu đỏ là dùng cho tay trái, tay phải nha. Còn cái màu xanh anh em sẽ dùng cho tay trái. Đó, anh em thấy tay cầm không? Và cái lưỡi nó cũng nghiêng về hai góc khác nhau ha. Một cây là nghiêng góc trái, góc phải. Và phần tay cầm nè, như em cầm hai tay ha. Đó, anh em thuận tay phải hoặc là tay trái ha. Thì anh em mua một cây phù hợp với nó nha. Như em là người thuận tay phải nè. Đó, em thuận tay phải nha. Hai cây này còn rất là đẹp nha anh em, mặc dù hàng Taiwan ha. Đó. Mua lúc đó em mua lô 6 cây hay 7 8 cây gì đó, lâu quá không nhớ rồi. Đó, lưỡi là còn ok nha. Cây này em test em lấy tay trái ê tay phải em cắt vẫn được nha anh em. Vẫn nó vẫn đứt như thường ha. Đó. Giá hai cây là mỗi cây là 250, anh em mua hai cây thì còn 450k nha. Đó, bây giờ em sẽ test cho anh em xem nè. Đó, bây giờ em test tay phải nha. Đó, em lên clip em test trước cho anh em xem nè. Đó. Cắt nè, cắt nguyên miếng luôn cho anh em ha. Đó, thấy không? Anh em thấy không, cắt ngọt lắm nha. Đó. Rồi. Cây này là cây màu xanh nha. Lưỡi còn ok nha anh em. Rồi bây giờ em cắt cây màu đỏ nè. Đó anh em thấy không? Bây giờ đứt luôn rồi. Đó. Đó. Nếu nhu cầu của anh em không nhiều ha, anh em có một cây kéo cắt tôn để dùng khi mà có vấn đề, có công việc ha, thì anh em chọn mấy cây nó vừa tầm túi tiền của mình ha.
Đó, lưỡi cắt còn ok nha anh em. Cái nào cũng lưỡi cũng còn nguyên, không có bị sức mẻ gì hết nha. Đó, hàng này là hàng nhập Mỹ về nha, chất lượng nó sẽ khác. Chất lượng nó khác với lại mấy cây mà xuất qua thị trường châu Á nha. Hai cây này á, em chưa có bảo quản dầu nha anh em, cho nên nó còn hơi rít nha. Nó còn hơi rít. Thì anh em mua về ha, anh em tra mấy một miếng R17 ha. Đó, để cho nó trơn tru một chút xíu ha. Còn về phần lưỡi là em bao cắt bén ngọt nha. Đó, như clip anh em thấy ha, mấy miếng to anh em cắt nè. Rồi, hai cây này có chiều dài bằng nhau, em đo một cây cho anh em xem. Dài là 24,5 nha. 24,5 ha, hai cây có kích thước bằng nhau. Mã số 23 nha. Anh em mua hai cây thì 450k hai cây. Còn nếu một cây thì 250k nha. Đó, tình trạng là kéo rất ngọt nha. Cán còn nguyên vẹn ha, không vấn đề gì hết. Đó, máy in Taiwan xuất Mỹ nha anh em. Đó. Rồi em lên mã số 24, một cây mở đá đa năng nha. Cái này là cây mở đá đa năng của Top ha. AP1030 ha. AP1030. Cán màu đỏ ha, còn nguyên nha anh em. Cái đa năng á, anh em sẽ dùng mở được nhiều máy nha. Mã đá 100, đá 125, 150 gì anh em mở đều được hết nha. Nó thay thế cái cây mở zin ha. Zin theo máy thì nó có một cỡ thôi. Nếu anh em đi công trình á thì anh em sẽ gặp nhiều cỡ đá ha. Cây này anh em bỏ vào túi anh em đi công trình, anh em mở được bất cứ cây nào cũng được ha. Rồi chiều dài cây mở đá này là 19cm nha. Đó, anh em có thể điều chỉnh cái size đá rất là đơn giản nha, bằng cách là siết chặt nới lỏng cái con ốc này ha. Đó, đó, siết chặt lại rồi anh em tiến hành ướm vào hai cái lỗ ha, và anh em tiến hành siết mở. Mã số 10, mã số 24 ha. Giá 150k nha. Rồi mã số 25, một cây cảo hai chân nha anh em. Cảo hai chân này là của thương hiệu là ARM nha. Mã là RB125 size 5 inch nha anh em. Đây. Đó, Japan nè ha. Đó. Size 125mm. Đó. Đây, cái trục bít me, cái mũi nhọn của nó nè. Còn rất nhọn nha anh em. Đó. Anh em sẽ dùng cái này, anh em cảo cái bạc đạn ha. Mấy cái trục tròn ha anh em. Cạnh này là cạnh lục giác ha. Anh em lấy cờ lê anh em trợ lực thêm ha. Hình như cái cờ lê số 19 ly vậy đó. Đó. Ốc ác này kia là zin nguyên bản luôn nha. Ở phía sau là nó có con tán luôn ha. Bô lông, lông đền. Đó. Rồi cái cảo hai chân này, tổng chiều dài của nó nha là 20,5 nha nè. 20,5. Size 125mm ha. JP 125 của Nhật ha. Đó, tình trạng là còn đầy đủ đầu nha anh em, kể cả từ con ốc zin luôn ha. Trục bít me còn đẹp nha. Đó. Rồi mã số 25 nha. Giá cái cảo này là 600 nha anh em. Anh em lưu ý ha, cái size cảo này nó có size là size 75 nè, size 100 nè, size này là size 125 ha. Mã 25 giá 600. Rồi em lên mã số 26 nha. Rồi em lên mã số 26 anh em ha. Một cây vệ sinh kính nha. Cái này vệ sinh kính tay cầm bằng đồng ha, của Nhật nha. Cái này của Nhật cũng mấy của Mỹ ha anh em. Lâu lâu lúc trước cũng có bán mấy cây vệ sinh kính này mà cũng Mỹ luôn ha. Cây này cái tay cầm bằng đồng,
Cái lỗ của nó để sẵn như thế này á là sẽ dùng trong tình huống là anh em vệ sinh ở dưới ha. Còn nếu anh em mà vệ sinh trên cao á thì cái vị trí này anh em sẽ đút một cái cán gỗ vào đây ha. Những cái lỗ li ti nhỏ nhỏ này là anh em bắt mấy con vít vào, lấy mấy con vít anh em siết mấy ngóc vào ha, để cố định cái tay cầm vào để nó dài ra thêm. Đây, cái logo và chữ nhật phía trên này ha, glass nè, là kính ha. Nào, cái này của Nhật mới chưa xài nha anh em, còn tem nè. Đó, anh em xịt một cái nước lau kính lên ha, sau đó anh em lấy cái này anh em vuốt là sạch sẽ luôn ha. Hoặc anh em có thể vệ sinh ở trên kính xe ô tô nha, vệ sinh kính trên ô tô hoặc là trên tòa nhà chung cư của mình ha, đều ok hết nha. Đó, miếng cao su còn nguyên nha anh em, hàng chưa xài. Đó, rồi cái bảng kính này ha, cái bảng cao su này đây, em đo mép bên đây luôn ha, qua đến bên đây là gần 31 cm nha. Còn nếu mà bảng bảng mà nẹp ha, bảng nẹp mấy cái miếng cao su này là dài 29 nha. Đó, 29 nè ha. Còn phần tay cầm nè ha, phần tay cầm ra tới phần mũi cao su là 15 cm. Đó, bằng đồng. Anh em khỏi sợ bị rỉ sét ha, vị này nó tiếp xúc với nước lau kính ha, quá chất, khỏi sợ sét. Đây, con ốc này cũng có bằng đồng luôn nha anh em, con ốc cũng bằng đồng luôn ha. Đó, rồi mã 26, giá 200 nha anh em, mã 26. Rồi mã 27 nha anh em, một con dao gấp ha. Đó, dao gấp này của Nhật nha, ốp gỗ ha, chốt đồng, mấy cái ốp này cũng bằng đồng luôn ha, ốp gỗ phía chính giữa. Đó, thép này kia là còn rất đẹp nha anh em. Cái lỗ này nó xuyên qua anh kia thì anh em kiếm cái khoen ha, anh em xỏ vào. Đó, lưỡi nè, lưỡi là không mẻ gì hết nha anh em, lưỡi rất bén nha, rất là bén. Đó, đây chữ stainless steel và nó cấn, nó chày chút xíu ngay góc này ha. Đó, dao rất đẹp nha anh em. Đây, bóng lưỡng luôn ha. Rồi, tổng chiều dài của con dao này tới phần cán là 19 cm nha. Còn nếu mà tính về cái phần lưỡi mà để dùng anh em gọt ha, anh em cắt qua trái cây gì đó, thì cái bản lưỡi nó là bản lưỡi 70 mm nha. Đó, còn nếu mà tính chiều dài lưỡi ha là 80 nha. Đó, và anh em sẽ gấp lại bằng cách là nhấn ở vị trí này. Đó, anh em thấy không? Đó, không gấp lại được ha, anh em chỉ bằng nhấn nhẹ ở đây ha. Đó, rồi gấp lại. Sau khi anh em gấp gọn lại á thì nó có chiều dài là 11 cm. 11 cm ha. Mã số 27 nha. Giá con dao gấp 350k. Mã số 28, một cây cưa sắt. Một cây cưa sắt của Thụy Điển ha. Cái này thương hiệu Sandvik nha anh em. Sandvik 227 Sweden ha. Đó, khung là khung nhôm aluminum ha. Đó, cán là cán nhựa cứng nha anh em. Nhựa này nó dính một miếng keo ha. Đó, đó. Rồi anh em có thể đây, ở vị trí này nó có hai cái chốt định vị cái lưỡi cưa ha. Thì anh em sẽ hoán đổi cái vị trí cái góc bằng cách là anh em nới rộng cái tay cầm này nè. Đó, nới rộng cái tay cầm này, mở ra. Đó, như thế này ha. Anh em lấy lưỡi ra và anh em đổi góc ha. Đổi góc nè. Đó, anh em thấy không? Đây đây.
Đó, anh em sẽ đổi góc ha. Thì lúc này cái lưỡi nó sẽ nằm ở phía góc dưới này ha. Đó. Và anh em cưa. Đó, anh em siết cái này lại. Siết cái này lại ha. Đó là lúc này anh em cưa ngang, cưa dọc gì đó, tùy anh em ha. Đó, em chỉ có mô tả để cho anh em dễ hình dung ha. Đó, anh em sẽ đổi góc bằng cách như thế này ha. À, rất là đơn giản ha. Rồi, tổng chiều dài nha anh em, riêng phần khung tới phần cán là 39 nha. Đó, dài 39 cm. Nếu anh em chốt cái này ha, thì quá trình đóng gói á, em sắp bắt buộc phải tháo cái này ra ha. Tháo cái vị trí này thì để cho cái kích thước nó sẽ ngắn lại ha. Cái phần khung nhôm này nó sẽ còn 29 cm, nó dễ đóng gói cho anh em trong quá trình vận chuyển ha. Đó, Sandvik 227 Sweden nha anh em. Cái này của Thụy Điển nha. Thụy Điển. Còn nguyên hết nha anh em. Chỉ cái phần tay cầm này nó bị dính chút keo ha. Đó. Không vấn đề gì hết. Mã số 28 nha. Giá cây cưa, một cây cưa sắt của Thụy Điển 250k. Mã số 29 ha. Một cái bình châm dầu nha anh em. Đó. Bình châm dầu này á là em đã dọn lại ha. Tiếng Anh là restore ha anh em, restore ha. Em dọn lại, em sơn lên một cái màu màu xanh dạ quang ha. À. Nói chung bình thì nó có một số cấn mớp nè. Không ảnh hưởng gì hết nha anh em. Bình còn rất đẹp. Đây, em mở cho anh em xem bên trong nè. Đó. Nhôm sáng nha. Đây cái lồng phía trong nè. Lồng phía trong nè. Lồng phía trong anh em thấy không, sáng trưng ha. Rồi cái chiều cao của bình nè là 9,5 cm nha. 9,5 cm. Anh em sẽ đổ nhớt vào đây. Và anh em châm ha. Châm. Cái bình này em vệ sinh xong rồi, em có test rồi ha. Đó, vệ sinh sạch sẽ lau rồi em mới sơn lên ha. Thì bình này anh em quy cách bằng cách là anh em nhấn cái ngón trỏ của mình ha, ngón cái. Đó, anh em chốc ngược lên. Và anh em bóp thì cái lực dầu của nó sẽ ra mạnh yếu tùy vào cái lực nhấn của mình. Đó. Bình của Mỹ nha anh em, mấy cái bình này là ở bãi mình không có đâu ha. Hàng ship Mỹ về không nha. Nếu tính luôn cả chiều cao ha của cái vòi luôn nha. Thì cái bình này nó sẽ rơi vào tầm 18-19 cm nha anh em. Nếu tính luôn cái vòi là 19 cm nha. Còn cái phần đáy này nè, dung tích của nó là 7. Rộng 7,5 cm. Bình này thì em nghĩ dung tích của nó là 10 oz. 10 oz đó thì anh em sẽ quy đổi ra 5 oz là bằng 148 ml nha. 5 oz là 5 ounce bằng 148 ml. Thì anh em 10 148 nhân 2 lên nữa là nó gần 300 ml quá anh em. Đó. Mã số 29 nha. Bình châm dầu ha. Giá 400 nha. Giá 400. Em lên mã số 30. Một cái bình bơm dầu ha. Đó, gọi là so nha anh em. Đó, anh em thấy không, nó đứng ha. Anh em muốn bẻ góc nào cũng được ha. À. Rồi cái bình này của Eagle nha. USA nè. Eagle. Đó. Thì cái bình này zin nguyên bản ở bên Mỹ về như thế nào em để nguyên ha. Đó, không có bị em không có tẩy sơn ra, em sơn lại nha. Thì ở đây nó sẽ có hàng chữ nè, Rainbow ha. Máy in USA nè. Đây anh em thấy không, capacity nè. Capacity 10 oz nè. 10 oz là bằng gần 300 ml nha. Thì cái bình này và cái bình này anh em nhìn đi, nó cũng xem với nhau ha. Đó, thì dung tích của mấy cái bình chứa này á thì nó rơi vào tầm đó nha anh em. Ví dụ như có cái bình lớn hơn á thì nó sẽ rơi vào tầm 13 đến 15 16 oz ha. Như bình này dung tích nè. Đó, nó để rõ ràng 10 oz ha. À.
Eagle ha. Eagle. Thì nếu anh em nhìn cái màu sơn này nó cũ nè, nó bong tróc một số vị trí nè ha. Đó. Đây, phía dưới này nữa ha. Đó. Rồi phía phần tay cò nữa ha. Đó, nếu mà anh em là một nhà sưu tầm, anh em thích cái sự cổ điển của nó ha, thì anh em có thể giữ nguyên như thế này và anh em dùng để sử dụng ha, hoặc là sưu tầm. Còn nếu anh em yêu thích cái sự mới đẹp, thì anh em, nếu anh em nào chốt, anh em thích cái bình này, nó muốn đổi qua một cái màu sắc khác, hoặc anh em muốn em restore lại cái bình này, thì anh em vui lòng báo rõ giúp em ha. Thì giá cả chi phí về mà cái phần dọn cái bình này thì anh em sẽ thỏa thuận sau ở trong cái phần thảo luận ha. Còn cái bình ở đây là còn zin nguyên bản như thế này nha, em chưa đụng chạm gì hết, chỉ có vệ sinh sạch sẽ cái phần dầu nhớt nó dính lúc quá trình mà vận chuyển về đây thôi ha, vì cái bình đã qua sử dụng rồi ha. Đây phía bên trong của nó nè. Đó, ở trong thì em châm nhớt, đổ nhớt sẵn vào để em test cho anh em xem ha. Đây cái bít tông của nó nè ha. Thì nếu anh em mà tin tưởng và anh em giao cho em trách nhiệm dọn bình này ha, thì em sẽ dọn lên cực kỳ đẹp cho anh em. Và các màu sơn em sẽ đưa cho anh em lựa chọn trước khi em lên màu ha. Đó. Thì nếu muốn dọn thì mấy cái dòng chữ này chắc chắn sẽ mất đi nha anh em, không thể nào mà giữ lại được ha. Đó. Đây vò lò xo nè. Rồi bây giờ em bơm thử, em test cho anh em xem nè. Đó, anh em thấy không? Bóp nhẹ ha. Ra cực kỳ ngon luôn ha. Này. Đó, anh em sẽ bóp cực kỳ nhẹ luôn. Thì anh em ra ngoài tiệm rửa xe thường có bán nhớt ha, mình mua một cái bình nhớt rẻ tiền thôi. Đó. Bình nó thì dung tích tầm cỡ 800 ml hoặc là bình 1 lít ha, thì mình để dành, mình châm được 3 đợt nhớt vô đây ha, để dùng để anh em châm mấy cái cửa, mấy cái ray trượt bi của mấy cái cửa trượt ha. Đó, mấy cái khớp nối hoặc là sơn xe vân vân. Đó, anh em thấy không, bóp cực kỳ ngon luôn ha. Lò xo thì anh em có thể bẻ ở bất cứ góc nào cũng được ha. Đó, anh em uống thẳng lên cũng được nè, thấy không? Đó. Đây uống thẳng lên nè, thấy không? Uống thẳng thì anh em phải để đầy nhớt nha, thì nó châm ra nó mới ok ha. Đó. Anh em chốt cái bình này, anh em muốn dọn lên ha, vui lòng báo rõ giúp em nha. Đó. Rồi, chiều cao bình thì nó cũng tương đương cái bình mã số 29 vừa rồi thôi nha, 95 ml ha. Còn cái vòi nè, đây anh em coi cái phần vòi nó dài nè, nó dài 20 cm nha. Đó, vòi dài 20 cm, dung tích thì em khỏi nói nha. Đó, 10 ounce. Mã số 30 ha. Giá cái bình này 800 nha anh em, zin nguyên bản luôn ha, mã 30 800k. Rồi, xin chân thành cảm ơn anh em đã nhấn chút thời gian theo dõi clip của em ngày hôm nay. Gồm có là 30 mã hàng ha. Anh em quan tâm mã nào, liên hệ qua cho em một số điện thoại 0937009112, hoặc liên hệ cho em qua Facebook Tony Nguyễn ha. Số điện thoại cũng có Zalo, anh em cần trao đổi món hàng nào, liên hệ qua số Zalo này giúp em nha. Cảm ơn anh em rất là nhiều ha. Thì chắc chắn với anh em trong tuần sau, trong tuần này ha, nếu nhanh nhất trong tuần này là clip tới là ngày Chủ nhật, hoặc chậm nhất là qua tuần sau thứ tư ha, thì em sẽ lên lại đồ Mỹ rất là nhiều nha. Vì đợt hàng sắp tới này em về là rất là nhiều đồ. Mong rằng anh em chú ý theo dõi clip của em ha. Anh em chưa đăng ký kênh, vui lòng ấn đăng ký kênh và ấn cái chuông thông báo ha. Sau khi em up clip lên, em sẽ có một cái màn hình thông báo trên màn hình điện thoại anh em, giúp cho anh em theo dõi clip được sớm hơn ha. Thì một tuần em lên gồm có 2 ngày, thứ tư và ngày Chủ nhật. Thời gian up clip lên kênh YouTube là từ 18:30 cho đến 19:30 ha. Thì nếu mà em có bận á, thì em sẽ ngưng một clip và em sẽ quay vào cái clip tiếp theo vào cái ngày quy định kế tiếp ha. Thì có gì mong anh em thông cảm, do cái thời gian này hàng quá nó đang bị khan hiếm ha, cho nên em muốn gom hàng nhiều để em lên cho anh em, mong anh em thông cảm ha. Xin chào và hẹn gặp lại anh em vào clip sau nha. Tạm biệt anh em.